Rest Garden Đà Lạt là một trong những địa điểm du lịch vô cùng nổi tiếng tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước. Rest Garden nằm trong khuôn viên làng hoa Vạn Thành, có địa chỉ tại số 90B Vạn Thành, phường 5, thành phố Đà Lạt, cách trung tâm thành phố khoảng 3,9 km. Cung đường di chuyển đến khu du lịch này khá dễ và đi thuận tiện cho cả xe máy, xe ô tô với khoảng 15-20 phút. Từ khi đi vào hoạt động năm 2019, Rest Garden đã nhanh chóng trở thành một điểm đến cực hot cho nhiều người yêu thích mỗi khi đến với thành phố Đà Lạt. Rest Garden mở cửa vào tất cả các ngày trong tuần, bắt đầu lúc 7:30 và đóng cửa vào lúc 17:30. Giá vé vào cổng là 120.000 đồng đối với người lớn, 80.000 đồng đối với trẻ em, riêng trẻ em dưới 1m1 được miễn phí vé vào cổng. Từ cổng shop vé, bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy khung cảnh rộng lớn đa sắc màu với nhiều loại hoa cũng như nhiều tiểu cảnh hoành tráng gây cảm giác thích thú. Ngay khi đặt chân đến Fresh Garden, bạn sẽ ngạc nhiên trước mô hình của sợi gió khổng lồ được kết đầy hoa ngọc thảo. Bên cạnh đó là ngôi nhà hoa lá rực rỡ, xung quanh là những cánh đồng hoa nở tuyệt đẹp, cảm giác giống như một Đà Lạt thu nhỏ trong lòng Fresh Garden. Garden Coffee nằm ngay trong khuôn viên khu du lịch, vì thế khá thuận tiện cho du khách. Từ không gian của quán cà phê, du khách có thể dễ dàng chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp với những vườn hoa tại đây. Bên cạnh không gian vườn hoa, tiểu cảnh ở ngoài trời, khu du lịch Fresh Garden cũng chịu khó đầu tư những bối cảnh trong nhà, giúp mang đến cho du khách các góc chụp ảnh tuyệt đẹp. Đường hầm nhiệt đới được thiết kế theo lối kiến trúc mới lạ gây ấn tượng, với trên 50 loại cây nhiệt đới được trang trí bên trong đường hầm. Cùng với đó là những thông điệp ý nghĩa về thiên nhiên, môi trường để du khách khám phá và trải nghiệm. Đường hầm thời gian ghi điểm với không gian mang một chút nét xưa cũ và lẫn nét hiện đại, khiến du khách có cảm giác lạc vào cỗ máy thời gian với những chiếc đồng hồ lớn nhỏ trang trí trong khắp đường hầm. Ngoài những trải nghiệm trên, Fresh Garden còn có các điểm check-in không thể bỏ qua khác như thác, lồng đèn, hồ view rừng, cổng trời, cầu treo, động băng thiên thần, đường hầm 12, con giáp, v.v. Bao quanh khu du lịch Fresh Garden Đà Lạt là rừng nguyên sinh rộng lớn. Khu du lịch nằm trên một ngọn đồi, vì thế nơi đây có bầu không khí khá trong lành, mát mẻ và vô cùng dễ chịu, thích hợp để du khách thư giãn. Tại đây còn có cổng trời, mang ý tưởng công trình nổi tiếng tại châu Âu với sự mới mẻ và thu hút. Đến với Fresh Garden, du khách sẽ có thời gian được hòa mình vào những giai điệu thanh thoát của thiên nhiên, là tiếng chim hót vang vọng cả một ngọn đồi, là tiếng nước chảy róc rách, hay tiếng rừng thông reo mừng trong gió. Động băng thiên thần là một trong những tiểu cảnh được yêu thích nhất với diện tích gần 100m2 bởi sự độc đáo, mới lạ và cuốn hút, với những phiến nhũ thạch từ tầng cao rủ xuống đan xen vào nhau. Dọc lối đi còn có xứ sở thần tiên của Alice, thần rừng Lassie, ngôi nhà của người khổng lồ Hagrid được dựng lên trông như thật. Đà Lạt là thành phố có khí hậu ôn hòa quanh năm, vậy du khách có thể đến check-in tại đây bất cứ thời điểm nào. Mỗi mùa ở Fresh Garden Đà Lạt lại có những loài hoa khác nhau, khoe sắc mang đến cảm giác mới lạ mỗi lần du khách ghé thăm. Bên cạnh check-in những luống hoa, du khách còn yêu thích check-in chú gấu Teddy ôm trái tim mộng mơ hay trái tim của thần Cupid. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại.